Đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính đã thống kê có 50 sản phẩm kê khai giảm giá sau khi loại bỏ chi phí quảng cáo đối với các sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 24 tháng của các doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 100 ngày 6 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ. Các mức giá mới dự kiến hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2015. Cơ quan quản lý giá cho rằng với mức giảm từ 0,4 đến 4%, mức kê khai giảm giá của 50 dòng sản phẩm sữa này là tương đối phù hợp. Kết quả rà soát nhanh của Bộ Tài chính với 50 sản phẩm sữa sẽ có mức giảm 0,4 đến 4% từ ngày 20 tháng 4. Theo Cục Quản lý giá, đây là đợt giảm thứ hai sau khi cơ quan chức năng thực hiện áp giá trần với giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi từ năm ngoái. Do vậy, cơ quan quản lý cho rằng mức giảm giá lần này là phù hợp. Thực hiện cái Nghị định 100 của Chính phủ về cấm cái quảng cáo đối với sữa cho trẻ em 24 tháng tuổi, thì Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp phải phân loại các dòng sản phẩm này ra để thực hiện rà soát các yếu tố chi phí quảng cáo trong giá, và đề nghị loại cái chi phí quảng cáo ra khỏi cơ cấu giá. Và thực hiện cái yêu cầu này thì 5 doanh nghiệp cũng đã kê khai về Bộ Tài chính và đã tiết giảm đối với dòng sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi giảm từ 0,4 cho đến 4%. Đây là đợt giảm thứ hai so với cả đợt giảm tiết giảm do cái chi phí quảng cáo sau khi có kết quả thanh tra của Bộ Tài chính, và chúng tôi đánh giá là bước đầu là cái giảm từ 0,4 đến 4% là tương đối phù hợp. Trước ý kiến lo ngại các công ty sữa đang lách luật bằng cách tung ra các sản phẩm sữa mới, thay đổi độ tuổi dành cho trẻ và tăng giá bán so với trước, cơ quan quản lý khẳng định những thay đổi đều phải có quy trình và được báo cáo rà soát đầy đủ. Việc phân loại các cái sản phẩm sữa cũng như là các cái thực hiện các cái việc mà phân loại để giúp cho cơ quan quản lý nhà nước về giá để thực hiện bình ổn giá theo quy định luật giá, thì Bộ Tài chính đã ban hành cái thông tư 30, và theo đó thì các cái phân loại thì thực hiện theo cái quy định của Bộ Y tế, và chúng tôi đều nắm được cái tình hình phân loại của các doanh nghiệp, và chúng tôi cũng thông tin rằng tất cả những cái sản phẩm mới ra thị trường đều phải thực hiện xác định giá tối đa, và trên cơ sở đó thì sẽ công khai với trên các phương tiện thông tin đại chúng để nắm bắt được tình hình quản lý giá đối với các cái dòng sản phẩm mới này. Để kiểm soát giá sữa trên thị trường, hiện Cục Quản lý giá đã có công văn gửi các tỉnh thành phố yêu cầu trong quá trình tiếp nhận và kê khai giá sữa của các doanh nghiệp sẽ phải loại trừ chi phí quảng cáo trong giá thành sản xuất kinh doanh sữa cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi. Trên cơ sở đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra, kiểm soát giá. Đối với các sản phẩm mới sẽ phải kê khai giá và kiểm soát giống như những sản phẩm sữa đã lưu hành trên thị trường.